cái cuộc sống của mình ngoài sách ra thì nó còn có những gì nữa, thì hy vọng là mọi người đã được khám phá trong cái video ngày hôm nay. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình đã quay trở lại dưới đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại với một cái video về sách, thế nhưng mà không phải là video review mà là một cái book tab. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái book tab, bởi vì đã khá là lâu rồi thì mình không làm cái book tab nào cả. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại với mọi người với một chiếc book tab nhé. Tên của cái book tab này là Your Answers Can Be Book Tab. Người ta sẽ đưa ra cho mình một vài câu hỏi và mình sẽ không được phép trả lời bằng sách. Thì cụ thể nó như nào thì mình sẽ làm nó ngay bây giờ để cho mọi người hiểu nhá. Thì cái book tab này mình lại xem ở trên kênh của chị Tình Thương Bookspire. Vì sao? Vì là nhất là vì mình không xem booktube nước ngoài, mình quá bận để xem booktube nước ngoài. Booktube Việt Nam mình còn không cả xem hết ấy. Thế nên là mình không xem booktube nước ngoài, nên là những cái book tab của mình chủ yếu là mình lấy ý tưởng từ kênh của chị Quỳnh Hương Bookspire. Vì thế nên là cái book tab này thì cũng vậy. Thì ở trên cái video đấy của chị Quỳnh Hương sẽ dẫn link của video gốc, nên là mọi người có thể tìm hiểu cái nguồn gốc của cái book tab này ở kênh của chị Quỳnh Hương nha. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái book tab hôm nay nghe luôn nhé. Cái book tab này thì tổng cộng nó có 7 câu hỏi thôi và mình sẽ trả lời mà không nói về sách. Câu hỏi đầu tiên là What is something that you own way too many of other than books? Đại loại là ngoài sách ra thì bạn còn sở hữu cái gì mà rất nhiều. Với mình là một tín đồ mua đồ lố mọi người, tức là mua cái gì mình cũng phải mua rất nhiều, mua theo lố đấy, một món đồ nhưng mà mua rất là nhiều cái. Thế nên là mình có rất rất là nhiều thứ mà nó nhiều. Ví dụ như là mình có rất là nhiều tất, mình rất rất là thích mua tất luôn ý. Trời ơi, những cái đôi tất kiểu nó xinh xinh ấy. Nếu mà mọi người đã xem cái video Stop thứ hai của mình thì mọi người biết là mình có một cái đôi tất mà hai chiếc khác nhau ấy. Đây thì mình đã mua một đống những cái tất kiểu như thế. Cũng tại ôi mình thích mua những cái đôi tất như này cả dã man luôn đi. Hamburger với cả Coca này. Đây là bánh Oreo với cả sữa. Đây là có bơ. Mình rất là thích những thứ liên quan đến bơ. Còn đây là tất hình hoa quả. Thì mình lười lôi ra quá nên là mình cứ để đây nhá. Yes. Nói chung là mình rất rất là nhiều tất luôn ý. Mình cũng có rất rất là nhiều washi tape. Mình không hiểu là mình mua làm gì mà mua nhiều như thế, nhưng mà mình có rất là nhiều washi tape. Đây chỉ là một phần rất nhỏ thôi, rất rất là nhiều. Mọi người thấy cái sự mua đồ lố của mình chưa? Một bộ sưu tập về Giáng sinh. Đây là ví dụ như là đây là một collection về Giáng sinh. Tông màu xinh dã man nhưng mình đang không biết là mình sẽ dùng nó vào việc gì. Mình cũng không biết nữa, nhưng mà mình cứ mua thôi. Mình thấy nó xinh là mình mua. Một thứ mà mình cũng có rất rất là nhiều nữa, đấy là card idol. Mình thật ra là mình cũng không phải là một người mà sưu tầm card chuyên nghiệp, bởi vì là mình chỉ mua những cái card mà mình cảm thấy là mình thích thôi ấy. Nhưng mà nó vẫn rất là nhiều ấy. Thật ra thì với những bạn đu idol thì các bạn sẽ biết là tại sao chúng ta lại sưu tầm card, thế nhưng mà với những người không đu thì họ sẽ không biết là tại sao chúng ta lại sưu tầm card ấy. Nên là mình có rất là nhiều card. Mình bảo quản card ở trong top loader và cái hộp, mình không có binder. Mình không thích bảo quản card trong binder vì nó to ấy. Mình thích cho nó vào cái gì đấy mà nó nhỏ nhỏ thôi. Thì hầu hết card mà mình có là card của Suga, BTS. Mình sẽ cho mọi người xem một vài cái mà mình thích nhất ấy. Sumay Pro Max, Supel Pro Max, Suma Team. Nó cũ nha mọi người. Cái này mình cũng siêu thích luôn này. Đây là cát biết bơi của Butter. Rất là xinh luôn. Một chiếc của mình siêu siêu thích của Decon. Decon năm vừa rồi. Mình đã mua tận 4 cái này đấy. Đâu rồi nhỉ? Mình sẽ cho mọi người xem. Sẽ có những lúc mình kỳ quặc nữa, mình mua 4 cái cát y chang nhau luôn. Nhưng mà cái này nó cũng rất là rẻ. 4 cái cát này mình mua có 20k một chiếc hay sao ấy. 4 cái y chang nhau. Đây, một bé em mình cũng siêu siêu thích nữa. Mình khá là hay mang bé này theo người. Su Samsung. Mình vẫn đang tìm Su BTS World nhưng mà có vẻ như là không thấy. Thế nên là mình đã bỏ cuộc rồi. Hai bé này mình cũng khá là yêu nhỉ. Một chiếc mà mình mua kèm rất là tình cờ nhưng mà mình lại rất rất là thích nó. Đây là Card Group đợt ở Hoa Dạng Liên Hoa. Bắt tu ấy. Bắt từ tu. Một chiếc mà mình cũng rất là thích của Jimmy nè. Nói chung là mình rất là nhiều card. Một trong những thứ mà mình có rất nhiều mà không phải sách. Ngoài ra thì mình còn một vài món đồ nữa mà mình cũng mua rất rất là nhiều theo lố. Ví dụ như cái áo phông này, sổ sketchbook ấy mọi người. Sticker mình mua rất nhiều, nhưng mà đợt vừa rồi cháu mình đã lấy rồi nên là mình không quay cho mọi người xem được.
Câu hỏi số 2, what is something that you do for fun that's not reading a book? Ngoài việc đọc sách ra thì bạn còn làm gì cho vui không? Thì việc đầu tiên mà mình muốn kể cho mọi người là việc nhảy. Mình có tham gia nhảy mọi người. Đây mọi người có thể xem một vài video nhảy của mình sẽ để trên màn hình. Ngoài ra thì mình có chụp ảnh phim nữa. Thì nếu mà mọi người đã xem stuff của mình thì mình biết, mọi người biết là mình có một chiếc máy phim của Pentax đúng không? Thì thỉnh thoảng những ngày trời đẹp mùa thu Hà Nội chẳng hạn, sắp tới rồi, mùa thu đã sắp tới rồi, thì mình sẽ đi chụp ảnh phim. Hoặc là có dịp gì đấy vui vui thì mình sẽ vác con máy phim theo để chụp ảnh nếu mà lúc đấy có tiền mua phim. Một dạo này phim đắt dã man nên là mình cũng không mua phim, mình cũng không chụp ảnh phim nhiều nữa. Còn một cái sở thích nữa mình khá là thích đấy là quay phim, quay vlog bằng cái máy ảnh này của mình. Bởi vì sao? Bởi vì là cái máy ảnh này của mình cái khẩu nó rất là to mọi người. Cái khẩu của nó là 1.8. Mình thích quay chụp bằng những cái máy mà cái khẩu nó to, kiểu xóa phông mù mịt hết cả lên ấy. Cảm giác như là cái hình ảnh của mình rất là đẹp nên là mình cũng rất là thích chụp ảnh quay phim bằng cái máy ảnh của mình. Và còn một sở thích nữa cũng không liên quan lắm đấy là nghe nhạc indie. Mình là một tín đồ của nhạc indie mọi người. Mọi người có thích nghe nhạc indie không? Mình rất là thích. Đó thì đấy là một vài cái việc mà mình làm ngoài việc đọc sách để làm cho mình cảm thấy vui. Tiếp theo là câu số 3. What is something special or important on your nightstand? What that's not a book? Ngoài sách ra thì bạn để thứ gì đặc biệt hay quan trọng ở cái bàn ở đầu giường? Thì trước giờ ở đầu giường mình chưa bao giờ có một cái bàn nào cả. Mình sẽ coi như là cái bàn mà ở gần giường của mình là cái bàn đấy nhá. Thì ở trên cái bàn đấy thì mình có để mấy cái cuốn album ảnh của mình. Mấy cuốn album ảnh như này, mình tự làm ấy. Lần trước khi mà xem bookshelf tour thì chắc là mọi người cũng biết là mình có cái album ảnh này rồi đúng không? Thì trong cái album ảnh mình sẽ lưu trữ những cái tấm ảnh xinh xắn mà mình đã chụp. Đây là cái cuốn sách mà, đây là cái cuốn album mà mình lưu trữ ảnh mà mình chụp bằng máy ảnh số. Là mình có một cuốn này là lưu trữ ảnh chụp bằng máy phim, rất là xinh. Mình đã lưu trữ nó vào cái bộ nhớ đám mây của mình rồi, thế nhưng mà mình vẫn muốn kiểu lưu trữ nó bằng một cách nào đấy nó hay ho thú vị hơn ấy. Thế nên là mình đã in nó ra và mình cho nó vào đây. Mình còn hai cuốn màu xanh này, hai cuốn màu xanh này thì là ảnh của các chú BTS. Một cuốn của Suga này. Và cái cuốn này là của cả nhóm, của cả group. Nói chung là mình mark lại những cái dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp hoặc là trong cái những cái năm tháng mà BTS làm việc và hoạt động cùng nhau ấy. Mình có 4 cuốn album ảnh như thế này. Ngoài ra thì ở trong trên cái bàn đấy thì mình sẽ hay để một vài cái món đồ công nghệ mà mình hay dùng. Ví dụ như là cái máy ảnh này chẳng hạn này. Cái ổ cứng của mình, cái ổ cứng của mình hiện tại đang được sử dụng nên là mình không show cho mọi người xem được. Món đồ công nghệ mà rất là quen thuộc rồi là cái Kindle của mình. Cái Kindle thì lâu khá lâu rồi không được xài tới vì là gần đây mình toàn đọc sách giấy. Gần đây thì mình rất là ít khi xài từ cái Kindle này. Đó thì ở cái bàn đấy thì mình chỉ để vài thứ như thế thôi. Ngoài ra thì còn một vài thứ nữa, ví dụ như là nước hoa chẳng hạn. Câu số 4 này. What's something that you buy at a bookstore other than books? Ngoài sách ra thì bạn còn mua cái gì ở hiệu sách? Ôi mình mua nhiều thứ ở hiệu sách lắm. Ví dụ như là giấy nốt. Mình là một tín đồ dùng giấy nốt nên là mình mua rất là nhiều giấy nốt ở hiệu sách. Đây là hai cái bịch giấy nốt mới nhất mình mua mà mình vẫn chưa xài luôn. Ngoài ra mình còn mua cả ruy băng bởi vì là mình bán sách cũ, mình hay bọc sách cũ, mình hay gói sách bằng ruy băng ấy, nên là mình chắc chắn là phải mua ruy băng nên là mình cũng mua cái này ở hiệu sách này. Ra lọc giấy ở hiệu sách, không hiểu sao hôm đấy mình mua tận 2 chiếc Rubik, mua một cái Rubik ở hiệu sách. Còn một thứ nữa mà mọi người có thể không ngờ tới là mình mua hiệu sách, mình mua một cái bàn chải đánh răng ở hiệu sách mọi người. Bởi vì là cái loại bàn chải là cái loại mà mình thích sử dụng nhưng mà mình rất là ít khi tìm được nó ở siêu thị ấy. Nên là khi mà mình thấy nó ở hiệu sách thì mình đã mua. Nói đến ngoài sách ra thì mình có rất là nhiều thứ để mua hiệu sách mà đúng không? Ở hiệu sách thì bây giờ nếu mà các bạn đi những cái hiệu sách lớn ấy thì người ta còn bán cả đồ gia dụng nữa. Người ta bán rất là nhiều thứ ở đấy nên là mọi người ra hiệu sách mọi người có thể mua rất là nhiều thứ. Câu số 5. What's a fun gift that you have received that wasn't a book or a gift card for books? Một món quà hay ho mà bạn nhận được mà không phải là sách hay là thẻ đọc sách. Bởi vì là cái sở thích của mình nó trải dài trên khá là nhiều cái phương diện khác nhau. Thế nên là quà sinh nhật của mình thì cũng sẽ không chỉ gói gọn ở trong sách. Cái món quà hay ho, thú vị nhất từ trước đến giờ và đến giờ thì mình vẫn thấy nó là món quà đỉnh nhất trong tất cả những cái lần sinh nhật của mình. Đó là cái nút bạc của YouTube mà các bạn ở team marketing đã tặng cho mình
vào năm 2020. 2020 hay 2021 nhỉ? 2021 đúng không? Đúng không? 2021. Cái nút bạc đấy thì mình sẽ cho mọi người xem ảnh nhé, bởi vì là cái nút bạc đấy cái hồi mình chuyển nhà dọn nhà thì mình đã bất cẩn làm vỡ nó rồi, nên là mình không mang theo nó được. Nếu mà các bạn xem video của mình cách đây một năm thì sẽ thấy cái nút bạc đấy luôn luôn ở phía sau của mình, ở trong cái phần background của mình ấy. Thế nhưng mà bây giờ thì nó đã không còn nữa rồi, mình rất là buồn. Mình rất rất là thích cái nút bạc đấy, cảm ơn các bạn marketing rất nhiều. Một món quà nữa cũng đến từ vị trí của các bạn marketing. Nhưng cái này cũng có liên quan đến sách một tí, đấy là cái Kindle này. Kindle Paperwhite Gen 2. Hồi đấy mình đã rất rất là sốc khi mà mình nhận được cái món quà đấy, bởi vì là kiểu không nghĩ là mình lại được tặng cả một cái Kindle ấy. Và ngay sau đấy thì mình đã mua một cái case hình quả bơ cho em nó. Mình nói mọi người là mình rất là thích những thứ liên quan đến bơ, nhưng mình không thích ăn bơ. Một thứ nữa cũng liên quan đến sách, đấy là một chiếc bọc sách bằng vải. Không phải là sách là được đúng không mọi người? Cái món quà này mình được tặng từ cái tiệm bán bọc sách vải có tên là Banahon ở trên Instagram. Thì các bạn ấy tặng cho mình cái bọc sách này để mình giúp các bạn ấy promote sản phẩm ấy. Rất là xinh, mình đã chọn cái hình con gấu này. Một thứ nữa mình cũng được tặng, đó là hai chiếc card của chú Suga. Đây là cái card của Love Yourself Tier VR mà em Hạnh đã tặng cho mình. Và ở trong này thì là cái card, cái này là freebie thôi mọi người. Ở trong này là một cái card, mình sẽ để cái hình cái card đấy ở đây vì mình lười bóc nó ra quá. Mình bóc nó ra mình lại phải dán nó lại nên là mình lười bóc, mình sẽ để mọi người, cho mọi người xem cái card đấy ở đây. Cái card đấy là của Hoa Dạng Liên Hoa Part 1, cũng là của Suga. Yeah. Đây là cái cắt hình vuông to to đó, là em Khoai tặng cho mình. Thì đấy là hai tấm card mà mình đã nhận được. Ngoài ra thì mình còn nhận được món quà nữa, đấy là phim chụp ảnh. Bởi vì là mình thích chụp ảnh phim mà, thì mình đã có một vài lần các bạn mình tặng phim cho mình rồi. Đây là cái cuộn phim mà mình vẫn chưa đi trả mọi người. Cái cuộn phim của cái video stop lâu lâu mình cho mọi người xem đó, đó là Kodak Go 100. Đây là cuốn phim outdate, đã chụp lâu rồi nhưng vẫn chưa trả. Còn một món quà nữa rất đặc biệt, đấy là một cuốn memory của BTS, photobook của memory 2017 là bạn Ngọc Trang Đinh đã tặng cho mình. Mình cũng rất là thích cái món quà đấy. Được bạn. Tiếp theo câu số 6. What's a YouTube channel that you watch that not related to books? Một kênh YouTube mà bạn xem không liên quan đến sách. Thì yes, rõ ràng rồi, là kênh TSP của tụi mình là liên quan về nhảy nè. Về nhảy thì mình còn hay xem kênh của Last Five, mình xem choreo của Last Five. Ngoài ra thì mình còn xem ASMR nữa, mình hay xem ASMR của kênh tên là Bơ ASMR. Chủ đề vlog, daily vlog thì mình hay xem của chị Giang ơi, với cả là của Dương Phin. Bạn Dương cũng hài hước nữa. Còn chị Giang thì đôi lúc sẽ nghiêm túc, đôi lúc sẽ hài hước. Liên quan đến BTS, mình là BTS stan mà đúng không? Thì mình hay xem đương nhiên rồi là Bangtan TV, kênh của Big Hit. Và một kênh nữa mà ai là ARMY cũng xem là Angela J-Hope. Thật ra thì xem cái đấy, kể cả bạn không phải là ARMY, bạn cũng có thể, bạn cũng thấy nó buồn cười. Bởi vì là cái chị chủ kênh, chị rất là mặn, chị làm video rất là hay. Hồi ngày xưa mình hay xem trộm ở trong giờ làm việc ấy, mình toàn phải ngồi mình nín cười rất là khổ sở vì xem cái video đấy. Câu số 7, tag 5 booktubers that you want to learn more about. Tag 5 booktuber mà bạn muốn làm tag này. Thì thật ra là nếu mà bạn là một booktuber, nếu bạn, anh, chị, em là một booktuber thì nếu mọi người thích cái tag này thì mọi người có thể làm. Bởi vì là mình không muốn tag ấy. Nếu mà tag thì nó sẽ hơi mang tính là gượng ép một chút. Thế nên là có thể là người đó họ không thích cái tag này chẳng hạn ấy, thì họ sẽ, nếu mà không làm thì cũng ngại, mà làm thì sẽ không được vui vẻ. Thế nên là thôi, ai thích thì làm. Còn nếu mà mọi người cảm thấy cái tag này nó không đủ hào hứng, không đủ vui để mọi người làm, thì mọi người cứ xem video của mình là xong. Yeah, vậy thì mình đã làm xong cái tag Your Answer Can Be Book mà mình lấy ý tưởng cảm hứng từ video của chị Quỳnh Hương Bookspire rồi. Hy vọng là mọi người đã thích cái video này. Hy vọng là qua video này mọi người cũng đã hiểu hơn một chút về cuộc sống của mình. Mặc dù là mình đã có cả một cái series để nói về cuộc sống của mình là thịt lẻ Garden Stuff rồi đúng không? Thế nhưng mà ở đây vẫn là một cái book talk mà mình cảm thấy rất rất là hay. Mặc dù là nó không nói về sách, nó cũng nói về book. Thì ngoài cái cuộc sống của mình, ngoài sách ra thì nó còn có những gì nữa, thì hy vọng là mọi người đã được khám phá trong cái video ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người đã thích cái video ngày hôm nay. Đừng quên là mình vẫn tiếp tục review sách trên Instagram thịt lẻ nghĩa sách, và bán sách cũ ở trên Instagram thịt lẻ bán sách cũ nhá. Video stuff của mình và video review sách của mình vẫn sẽ lên hàng tuần ở trên YouTube của mình. Vì vậy nên là mọi người hãy follow mình và đừng ăn sắp mình nhé. Hy vọng là mọi người đã thích cái video này một lần nữa, và tạm biệt các bạn.